Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người trở lại với góc nuôi cá của mình. Hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người đi thu hoạch cá bé màu con, thăm coi cá bé màu đẻ chưa rồi các kiểu nha. Thì hiện tại thì mình thu hoạch được một bầy cá bé màu rồng đỏ sọt con. Thì nói ra số lượng chắc các bạn cũng sẽ bất ngờ. Thì số lượng cực kỳ ít luôn, chỉ được có như đây thôi. Chừng 4 5 con thôi. Mới vừa đẻ xong mình mới vừa tắt máy, không biết là cá mái nó có ăn con hay không, nhưng mà con cá mái này thì nó bé tí à, bé tí à. Mình thả nó qua bầy rồi. Đây là đợt cá so, đợt cá con đầu tiên của cái dàn cá giống tơ của mình. Thôi để mình nuôi nó trong đây luôn, khỏi ra hồ, khỏi ra ấy gì hết. 4 5 con thì nuôi trong đây là dư sức rồi. Đó. Đó. Rồi. Đây là rồng ri bông mái, đem ra đây để mà cho nó dưỡng, dưỡng cái bụng má, trong dưỡng gì đâu nè, như con mái này cái bụng này cũng sắp rồi nè, tuần lễ nữa, đang cơ luôn, cũng đang trông chờ rất nhiều. Đây mình có con mái cũng khá là bự, bụng khá là bự luôn nè, để vài ngày nữa mình chuẩn bị hồ để mình đem nó ra luôn, có thể là đổi. Đây một con rồng sọt ri bông, rồng sọt ri bông cũng hàng tơ luôn. Thấy cái bụng nó cũng to to rồi đó, thành ra là đem ra ngoài này để mà có sơ suất, mà lỡ mà nó có đẻ không hay á thì cũng còn cá con mà nuôi chứ không gì, chứ để chung cái đám này là nó dứt hết à. Đó, đây là cái bầy giống, cái bầy rồng sọt giống cơ của mình nè. Mình cũng đã khoe với mọi người đó ha. Hiện tại thì mình đang chờ một con mái già đẻ nữa, có con bụng bự nữa nè đó, mọi người thấy không, có con bụng bự nữa đó, cũng sắp rồi đó, thấy nó bơi rồi bộ cũng mệt mệt rồi đó. Chắc làm hồ, làm rửa thêm mấy cái thùng nữa đó, mình còn thùng nữa mà đẻ nó mà ha. Đây con mái già nó bên đây nè, cho nó một mình, nó một khay luôn, một mình nó một khay luôn. Ý đẻ rồi luôn rồi. Mình mới vừa vớt ra hồi sáng đó, đang đẻ luôn kìa, mình mới vừa vớt ra hồi sáng luôn. Bất ngờ chưa, surprise, các con khá là to, khá là đông mình tính lại bây giờ sáng nay là mình cho cá ăn rồi, mình lỡ rồi không có dịp mà làm video đem nó đi đẻ cho mọi người xem, thì sẵn mình dự định là sẵn lát thăm nó rồi mình sẽ nói cho mọi người biết là cái con cá nó sắp đẻ là nó có hiện tượng gì ha. Thì sẵn đây mình cũng nói luôn, thì cái bụng nó bự ha, cái bụng trước tiên là cái bụng nó sẽ bự, nó căng, và con cá mái sẽ hoạt động hơi nặng nề chút xíu. Các bạn thấy nó bơi hơi nặng nề, lượn lờ nặng nề chút xíu thì đó là cũng gần đẻ rồi đó, trong vòng một buổi hoặc một ngày là nó có đẻ rồi. Thì mọi người nên là đem ra cho đẻ riêng để bảo toàn số lượng các con ha, không bị mấy con khác ăn. Đẻ rồi nè, mừng quá nè. Có con cá con này nó còn quay 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 ở đây nè. Sọt mà. Nó còn cà thớp, cà thớp. Còn ấy nha mọi người, chưa có ấy đâu. Nha, để mình ghẹo nó cho mọi người xem. Nó còn quay quay đó không? Không, không, bơi đó. Còn nhưng mà nó yếu, nó chưa có tự bơi được, cá già mà, cá già đẻ cá con là thường hay vậy lắm, nó không có bơi liền được, phải nằm chờ chút xíu đó nè. Mới cá con của nó nè, được ha, mình cũng rình nó nay cũng lâu rồi, tại vì họ thấy hôm qua là, nhưng mà chưa có hồ, phải dọn hồ rồi các kiểu rồi mới cho nó qua nó đẻ được. Phải nói là tháng này ha, trong cái mùa mưa này, cái năm nay á mọi người, có thể nói là nuôi cá màu tương đối là khó khăn, tương đối khó khăn nha các bạn, nhiều bệnh dữ quá, thời tiết này kỳ cục quá, thời tiết tương đối là khá là kỳ cục. Thì nó dưỡng cá con thì cũng phải rất là kỹ đồ mới lựa được ha, mình thường hay thăm nó nè, bầy này mình mới vừa xử lý hồi sáng, lơ là chỉ có một ngày thôi
Đó mà cái bơi cái có mấy con mình thấy bơi cái đuôi nó ngoắt quá kìa, nó ngoắt quá kìa. Đó. Lơ là nè, như con này nè, bơi cái đuôi nó ngoắt đó, các bạn thấy không, ngoắt dữ dội luôn đó, ngoắt nhẹ đó. Cũng đang là mới giờ sáng này, mới giờ thay cũng gấp gáp, thành ra không có làm video nói về cái con cá đẻ cho mọi người được, cũng gấp gáp thành ra là ấy, mới giờ làm cho được nó cái gì cái kỹ chút xíu sẽ tốt hơn nha. Thấy hiện tượng hơi hơi á, mình cứ việc là thay hút cặn bớt đi rồi mình châm nước vô, như bài này của mình dưỡng tới mức này rồi nè thì thấy là nhẹ rồi, tới mức này thì nó cá thấy lớn nhanh phà phà luôn đó, cá nó lớn nhanh phà phà luôn được đó. Bên đây mình còn một bầy cá con nữa nè, bầy này có thể nói là bầy tiêu biểu ha. Hôm bữa là mình tưởng là nó cũng đi luôn rồi đó chứ, bởi vì cũng có mấy con bơi ngoắt quá rồi mình cũng đó là dựng nó lại cũng hơi cực. Năm nay nuôi cá khó mọi người, thời tiết kỳ quá, mọi người thấy sáng nắng gắt rất là gắt nhưng mà mắc mưa là mưa, đây mình cũng còn bầy nữa. Mắc mưa là mưa, mà thêm một cái nữa là hay mưa ban đêm mà mưa dầm nữa chứ, ổng nắng một tuần lễ khỉa, ổng mưa là một tuần lễ khỉa, cá rất là dễ bị bệnh đó. Thành ra nuôi cá con phải kỹ chút xíu nha mọi người. Hôm kỳ rồi là mình cũng thất thoát cũng ba bầy, tầm khoảng ba bầy cá con á, mà ba bầy mà mái đẹp đẽ không á nha. Nha, cũng khá là tiếc nuối đó, nhưng mà không sao, nó đẻ lại rồi mình dựng lại được luôn. Đó, như bầy này là mình dựng lại rồi nè, cũng con mái đó nè, đẻ cho mình chập nữa nè ha. Bầy này cũng vậy, tương đối là còn nha. Dẫn bữa nay thì dẫn mọi người đi thăm cá con nè, đòi ăn dữ lắm. Số lượng khá là đông, một bầy đó nha, chứ không có hai bầy đâu, một bầy nè. Đây còn bầy nữa nè, đây này sọt nè. Kỳ rồi là mình cố ý mình ép ra sọt rất nhiều, thật chất ra mình gồm có ba khay, một nè hồ bên đó là hai nè, hồ bên đây là ba, là của BDS thôi, hai những khay còn lại toàn là sọt hết. Những khay còn lại toàn là sọt hết. Tháng này thì có thể nói ương cá con là nó cũng cực kỳ kỹ ha, châm nước thay nước cho ăn rồi phải kiểm soát rất là nhiều, nhất là cái cho ăn, sợ mà cho ăn dư á cái thức ăn nó chìm ở dưới đó, qua đêm là có chuyện xảy ra liền. Thành ra thường thường mình hay đi thăm cá ban đêm, mà mình thấy thức ăn mà chìm dưới nhiều á là mình hút cặn ngay trong đêm liền luôn, chứ mình không có đợi tới ngày mai. Cá con nó dễ lắm, mình mà hút ban ngày ban đêm thì cũng được hết đó. Có điều ban đêm phải chú ý nha, tại vì cá con nó hay nằm đáy, mọi người hút á nó hay lọt vô cống hút dữ lắm, chú ý chút xíu. Ban ngày nó mới bơi ở trên, còn ban đêm thì nó hay nằm đáy. Bài này cũng rất là ú mà, các bạn thấy không, đánh giá cũng khá là ú phát triển khá tốt. Bài này nhiêu ta, được 2 tuần tuổi chưa ta, 2 tuần tuổi rồi thì phải á, được tầm gần tầm 2 tuần tuổi. Do là cái khoảng thời gian đầu á, do là mình ngừa bệnh, mình vô thuốc rất là nhiều, thành ra cá con nó sẽ phát triển khá là chậm trong khoảng thời gian đầu. Khi mà mình bung ra rồi á, mình xả thuốc xả muối rồi hết rồi á, thì cái con cá con nó mới phát triển lại nha. Mọi người để ý đi, con cá con mà nuôi trong cái môi trường nước muối nhiều á, làm như nó tiết nhớt nhiều, nó không có sức để mà nó lớn hay sao á. Tại lúc rồi cực chẳng đã, thành ra là mình cũng kỹ chút xíu, mình nuôi nó trong môi trường nước muối, đẻ ra xong cái mình ra hồ là mình khử muối cho nó liền, rồi mình đợi ha, mình đợi 2 3 ngày gì đó ổn định đồ lại cho ăn đồ ngon lành đồ lại rồi á, 2 ngày, tầm ngày thứ ba đó, đẻ ngày thứ nhất, ngày thứ hai mới cho ăn, tầm ngày thứ ba là thấy ăn cứng cứng rồi bắt đầu là mình hút cặn, mình bỏ bớt.
rồi mình châm nước mới vô, mình không có châm muối thì lúc đó thì nó sẽ, các con nó sẽ bung ha. Nhưng mà trong khoảng thời gian còn đầu á, mình xả ra 3 ngày mình bỏ lại, xả ra 3 ngày mình bỏ lại, cũng như là ngâm muối 3 ngày ngâm, 3 ngày ngưng á, thành ra là nó chậm lắm, nó sẽ đè các con chậm lớn lại chút xíu. Đó. Thôi để mình tắt video đây nha. Mọi người muốn xem cái con cá này của mình không? Là mình vớt ra luôn đi, chắc cỡ này đã đẻ xong rồi. Để mình lấy đồ mình vớt nó ra luôn. Cỡ này mình nghĩ chắc đẻ xong rồi. Muốn xẹp lép rồi mà. Cho mọi người xem cá mái giống của mình. À. Không dám nói hàng VIP tiền triệu nhưng mà cũng là hàng khó tìm nha. Đây. Bộ đuôi. Mọi người thấy bộ đuôi chưa? Sọt. Ha, con này có thể nó là siêu sọt luôn chứ không phải là sọt thường nữa. Siêu sọt luôn, tại vì đuôi rất là cái nó rất là ngắn, cái phần từ vây lưng á, gốc vây lưng cho tới gốc đuôi nó rất là ngắn. Đó. À, gốc vây lưng tới gốc đuôi nó rất là ngắn. Bộ vây lưng cũng rất là khá rồi ha. Cũng nằm trong dạng mái cũng tương đối là khó kiếm. Rồi. Sau tới đây thôi, để mình thả nó qua bài cá tơ cho cá tơ trống tơ nó dí cho hiệu quả. Cá trống già dí muốn hết hiệu quả chậm quá. Bye bye mọi người nha, hẹn lại mọi người vào video tiếp theo của mình nha. Thả vào đây luôn. Cá còn khỏe mà. Đáng lẽ là phải dưỡng nó ngoài tầm khoảng 2-3 ngày mới thả qua, nhưng mà thôi, thả qua luôn hết chỗ nhốt rồi.